có vẻ có cái triển vọng là khi chúng ta tìm được cái thuốc mà remdesivir đó thì có vẻ là nó vào lúc này ít ra là nó ngăn chặn được con vi khuẩn, cho nên một cái đang cố gắng, cái nỗ lực của Hoa Kỳ là để mà sản xuất nhanh, thật nhanh và để có thể hồi phục cho những bệnh nhân, thì ở đây thì những cái công ty dược phẩm của Hoa Kỳ cũng như bên Đức cũng vậy đang chế tạo cái này, và cái hy vọng những ngày sắp tới nó sẽ tung ra mạnh hơn. Cùng đồng thời đối với cái chuyện test đó, testing đó, thì bây giờ cũng có nhiều nơi đã có cái test họ làm cũng rất là nhanh, thấm một chút nước miếng thôi, thì cho nên là cái tiến trình mình hy vọng là khi mà nó đi dần đến thì chúng ta sẽ ngăn chặn được cái vi khuẩn này, thưa quý vị. Hiện nay chúng tôi được biết giới chức y tế của Đức họ đã cho phép thử nghiệm cái thuốc mà remdesivir mà lúc nãy anh Ngọc Trọng đã có nhắc đến, và chúng tôi đã biết trong khi mà cái vi khuẩn Vũ Hán nó mới bùng phát thì chính phủ Hoa Kỳ họ đã giúp cho Đảng Cộng sản Trung Cộng một số lượng rất là lớn thuốc remdesivir để mà chữa trị ngay tức thì khi mà cái vi khuẩn nó bùng phát ở bên đó. Và ngay sau đó bên Đảng Cộng sản Trung Cộng họ đã, phải nói thẳng là họ đã ăn cắp cái thuốc này và họ đã đem đi để mà đăng ký, họ nói đây là cái thuốc của họ. Đây là những cái hành động mà cho chứng minh cho chúng ta thấy cái sự làm việc, cái cách làm việc mà quá gian dối của Đảng Cộng sản Trung Cộng. Tuy nhiên thì đến ngày hôm nay bên phía chính phủ Hoa Kỳ họ chưa có một cái lời nào để mà kiện tụng về cái vấn đề riêng cho cái vấn đề thuốc remdesivir này, tại vì có những cái sự mà nói giúp vô cho chính phủ Hoa Kỳ rằng là nên để cho bên đó họ tiếp tục để họ chữa trị cái nạn đại dịch này đã, sau đó thì họ sẽ có những cái hành động để mà kiện tụng Đảng Cộng sản Trung Cộng đã ăn cắp cái bản quyền của cái thuốc này, thưa quý vị. Thì chính ông Dr. Fauci và bà Deborah đó, hai người lo về vấn đề y tế đó, cũng đã xác nhận là cái thuốc này có kết quả vào lúc này, cho nên là chắc chắn chúng ta sẽ thấy một cái lượng sản xuất thật nhanh để mà triển khai. Chỉ có cái là càng ngày nó càng có những cái tin mà chúng tôi đọc được thêm đó, hoặc là những người bên trong người ta làm việc rồi người ta nêu lên là có những cái trước đây những cái gian dối là họ có, tức là làm tăng thêm cái số người chết, bởi vì nhiều chết vì nhiều lý do khác, nhưng mà lúc đó họ cứ cho là chung là corona, và corona thì như chúng tôi nói đã được trợ cấp lên, nhà nước phải khi có một người mà chết vì corona là tự nhiên phải có một số tiền là 19.000 bao nhiêu đó tới 20.000 tùy theo, rồi máy thở là có thể được 30.000 đó, thì cho nên họ cũng nghi là những cái giới y tế này ở cái những cái bệnh viện đó có thể là cũng có ăn chia gì trong đó, cho nên họ đã gom lại hết. Có những người lúc đó vẫn có những bệnh nhân bị bệnh khác, bệnh gan, bệnh stroke, bệnh tim vân vân, nhưng mà lúc đó vào cái thời gian đó thì những người làm ở trong đó mới nói là họ cứ cho là tiện việc sổ sách có ghi là chết bằng con vi khuẩn này, cho nên vì thế cái số nó không chính xác. Đó là cái điều mà cho đến giờ này thì tức là ý chúng tôi muốn nói là có hẳn một cái âm mưu, họ muốn cái cơn dịch này, họ muốn dùng cơn dịch này để gây một cái chiến tranh tâm lý làm cho tất cả hoảng sợ. Khoảng 2-3 tháng này chúng ta thấy một cái tâm lý chung ai cũng sợ hết, giữa cái muốn mở cửa tiếp và cái không muốn chờ thời gian nữa, mà đã đi đến thành hai khuynh hướng mà rất là cãi vã nhau, rất ồn ào trên mạng quý vị cũng thấy rồi, thành hai phe luôn. Thực ra là cái vấn đề là họ cố tình, cái truyền thông bên cánh tả họ cố tình họ làm lớn chuyện, vì thế mà làm cho đạt yêu cầu và làm cho cái nền kinh tế nó sập đi, để mà mất cái hình ảnh đẹp của Tổng thống Trump. Họ tức là chính họ còn cũng dường như là muốn khuyến khích quý vị ở nhà đi, stay home, đừng có ra ngoài đường, đừng có đi làm, đó làm cho những người sợ. Đó, vì thế chúng ta phải nhìn thấy cái mục đích phía sau đó nữa, thưa quý vị. Bên cạnh đó thì kính thưa quý vị, hiện tại thì thống đốc của tiểu bang Cali ông đang bị rất nhiều các nhóm khác nhau kiện tụng ông về cái vấn đề mà ở trong nhà, thưa quý vị. Tại vì hiện nay như chúng ta được biết rằng Tổng thống Gavin chỉ vì một vài tấm hình mà không biết là ông lấy ở đâu cho thấy rằng những cái bãi biển ở tiểu bang miền Nam của tiểu bang Cali của chúng ta có rất nhiều người đi ra biển, cho nên ông đã có một cái quyết định ngay tức thì rằng là gia hạn thêm cái thời gian mà mọi người dân phải ở trong nhà. Tuy nhiên thì đồng thời trong lúc này như quý vị đã rõ, tại Hoa Kỳ cái chuyện mà bầu cử tranh cử cho Tổng thống nó vẫn còn đang diễn ra. Cho nên
Hiện tại bây giờ bên Đảng Dân Chủ họ đang rất là tích cực để mà gia tăng cái sự việc mà gọi rằng là đi gặt hái phiếu bầu, tức là harvesting phiếu đó, thưa quý vị. Thì đây là một cái việc làm nó hợp pháp. Tuy nhiên khi mà thống đốc tiểu bang Cali, ông Gavin, ông ra lệnh rằng là mọi người phải ở trong nhà, nhưng mà ông lại để cho những người bên Đảng Dân Chủ thoải mái đi khắp mọi nơi để mà gặt hái phiếu bầu, giúp đỡ cho những người mà cử tri để mà họ bầu cử. Thì cái hành động này nó hợp pháp, tuy nhiên nó cũng là một cái công cụ để cho những người mà làm việc trong việc mà tranh cử, thưa quý vị, họ gian lận được, nó rất là dễ gian lận. Thì đó là một cái vấn nạn hiện nay mà ông thống đốc tiểu bang Cali đang phải đương đầu, tại vì ông đang bị kiện vì cái vấn đề này. Ngoài ra, thưa quý vị, chúng ta được biết rằng Tổng thống Donald Trump, ông ta cũng đã lên tiếng phản đối lại với cái lệnh mà bà Pelosi đang cố gắng bà đưa vô trong những cái gói viện trợ cho người dân Hoa Kỳ của chúng ta trong lúc này. Bà đặt ra những cái điều kiện này nọ. Một trong những cái điều kiện bà đặt ra rằng là đến tháng 11 này, người dân Hoa Kỳ vì cái nạn vi khuẩn Vũ Hán, cho nên chúng ta phải gửi thư ở nhà hoặc là dùng Internet để mà bầu cử. Thì đây là những cái cách bầu cử rất dễ để cho mọi người gian lận. Thì Tổng thống Donald Trump, ông ta đã cực lực phản đối những cái kiểu mà đi bầu cử như thế này, tại vì ông bảo rằng nếu mà cho Home Depot, cho những cái nơi mà lớn mở cửa, chợ búa mở cửa, chúng ta có thể xếp hàng đi những cái chỗ đó mua đồ được, thì tại sao chúng ta không xếp hàng tháng 11 này để đi bầu cử bỏ phiếu, để tránh cái vấn đề gian lận, thưa quý vị. Thì đó là những cái điều mà đang tranh cãi xảy ra hiện nay. Vâng, thì thưa quý vị, là có nhiều cái tiểu bang lại làm hơi quá, cho nên ông William, ông Bill Barr đó, ông phải lên ông nói, cũng như là cảnh báo những tiểu bang như là Illinois, Michigan, North Carolina, để có những người không vi phạm, tức là không chịu nghe cái lệnh mà nhà đó, có thể bị còng tay đó, rồi cái gì phạt lên tới cả ngàn đồng. Cho nên ông ta nói là bây giờ phải làm sao để vừa phải, bởi vì đối với dân Mỹ đó, họ cảm thấy như cái tự do cá nhân của họ bị xâm phạm. Nó vẫn là vi hiến, thưa quý vị, vẫn là quyền vi hiến của họ, quyền hiến pháp của họ, cũng như nhân quyền, dân quyền, nó có hết trong đó. Chứ họ phải được tự do, chưa kể là về các tôn giáo cũng đang kiện, một số nhà thờ đang kiện ở đây, kiện cái tiểu bang California này, vì họ tụ tập mỗi cuối tuần Tin Lành đó gặp để mà sinh hoạt với nhau, bây giờ đến cấm họ. Cho nên cái trường hợp đó nó vẫn còn rất là khó giải quyết. Giữa cái phe mà người ủng hộ là bây giờ cái chuyện phải ra, và cái phe mà họ sợ đó, họ cứ nói là thôi giờ để ít ra là cuối tháng này, cuối tháng năm này mới nên xuất hiện. Thì ngoài ra nhắc đến bà Pelosi, chúng tôi biết cái tin mới mới lộc với ta, bà ấy đang có một, bà ấy chỉ định một ủy ban rồi là lại đòi cái đàn hạt impeach, buộc tội tổng thống lần thứ hai. Bà nó dám làm lắm, thưa quý vị, ai chứ bà này, bà ấy đó. Cho nên bởi vì mình thấy là rõ ràng họ cứ đưa những cái nỗ lực coi như phá đám không, mà tổng thống Trump thì bao nhiêu việc phải làm. Cái nhóm này rõ ràng họ cứ hết chuyện này qua chuyện kia, lần trước cũng vậy, là không đi tới đâu hết, mà tốn tiền bao nhiêu tiền của dân chúng, tiền bao nhiêu tiền của thuế của dân chúng, mà có nhiều người đặt vấn đề luôn, là những cái dân biểu nghị sĩ bắt đầu phải đặt lại cái lương họ, bởi vì họ nhàn quá, khi vô ngồi trong nó ngồi thì thường nếu mà không làm gì thì cái tên người ta nhớ, là dân Mỹ nó cũng thở, nó lo bao nhiêu việc, cuối cùng cứ đắc cử hoài, cứ ngồi trong đó biết bao nhiêu. Bây giờ bà Pelosi đã hơn 80 rồi, quý vị thấy không, mà vẫn còn ngồi đó và ăn những cái bổng lộc. Cho nên có nhiều người đặt vấn đề lại về các dân biểu, tại sao rồi sau khi nhậm chức vào một vài năm, lúc trở ra tài sản lên rất là cao, tức là họ có làm ăn trong đó, họ có những bàn tay under table, chứ cũng không phải là cái lương của dân biểu nghị sĩ kiểu trăm mấy chục ngàn, 200 ngàn thôi. Nhưng tại sao sau đó họ trở thành multi hết, người nào cũng multi millionaire, ít ra có cả chục triệu. Đó, thí dụ như vậy thì dân cư, dân đen khổ sở đi làm cực nhọc. Vì những người này ngồi đó dường như, trừ những người nào mà vô đó có cái lỗi lầm gì lớn thôi, chứ còn ngồi là ngồi hoài, tái đắc cử hoài, cho nên cuối cùng mà thành ra những người giống như nghỉ gật, không có làm gì nhiều đó. Trong lúc mà này là lúc cần phải, đúng ra hai đảng phải chung sức đi, vì cái này là lúc nguy hiểm. Tổng thống Trump thì cố gắng lèo lái con thuyền quốc gia mà người ta có cảm tưởng trong một cái cơn bão tố, nhưng mà đã vậy rồi thì bên đối lập cứ kiếm cách làm cản ông ta. Và bây giờ bà mới nói là bà sẽ đưa ra lập một cái ủy ban, và có thể lại đưa ra một cái lần đàn hạc thứ hai. Vì hồi xưa bà nói mà, một khi dù đã bị đàn hạc rồi, có thể dù sẽ bị for life, tức là đàn hạc hoài. Bà đã từng chỉ mặt ông Trump nói mà, thưa quý vị.
Và chưa hết thưa quý vị, về bà Pelosi thì ngày hôm nay bà ta cũng đã có một cái lời tuyên bố vì bắt buộc phải bằng mọi cách không để cho Tổng thống Donald Trump thắng cử trong năm 2020 này, thì bà đã consider thưa quý vị một cái đề nghị của người ứng cử viên tổng thống khi xưa, đó là ông Andrew Yang, là một người gốc Hoa. Thì ông này ông có một cái đề nghị rằng là nếu ông thắng cử thì tất cả những người dân Hoa Kỳ nếu trên 18 tuổi thì mỗi tháng sẽ được lãnh $1,000, tại vì ông nói rằng là người dân là người chủ của đất nước này thì họ có quyền được lãnh cái số tiền đó. Thì bà Nancy Pelosi vì cái tham vọng muốn cho ông Joe Biden bên đảng Dân Chủ của bà thắng cử trong năm nay, bà làm đủ mọi cách để mà lấy được những cái lá phiếu của người dân. Bà đã nói ra cái đề nghị này để cho những người mà theo bà, theo bên đảng Dân Chủ, họ cảm thấy ô, đây là một cái số tiền cũng đáng kể, không cần phải làm gì, phải không anh? Một tháng có $1,000, nhưng mà bà không đưa ra cái câu trả lời rằng là cái số tiền đó lấy ở đâu ra mà để phân phát cho người dân. Tuy nhiên, họ vẫn dùng bất cứ những cái chiêu bài gì để mà dụ dỗ người những người đi bỏ phiếu, để mà bỏ phiếu, dồn phiếu cho Đảng Dân Chủ trong năm 2020 sắp tới. Tuy nhiên thì như quý vị thấy, bên Đảng Dân Chủ hiện nay thì còn chỉ có một ông Joe Biden mà thôi. Và trong những ngày vừa qua, những cái thông tin liên quan đến ông Joe Biden thì có thể nói rằng là không có một cái thông tin nào mà tích cực cho ông cả. Theo những cái thống kê của trên nước Mỹ, họ đều cho thấy cái phần trăm thắng cử của Tổng thống Donald Trump nó rất là rõ ràng. Tuy nhiên thì hiện nay Tổng thống Donald Trump ông ta vẫn rất là quan tâm đến cái vấn đề an ninh của quốc gia, thưa quý vị. Ông ngày hôm nay ông đã có ra một cái lời đề nghị rằng là các thành phố nào nếu mà dung túng những người mà tội phạm hoặc là những người mà di dân lậu bất hợp pháp thì những cái thành phố đó có thể sẽ không được nhận tiền trợ giúp vì vi khuẩn Vũ Hán của liên bang nữa. Tại vì đến khi nào mà họ giải quyết được những cái vấn nạn đó thì chính phủ liên bang họ sẽ tiếp tục để mà cứu trợ cho những cái thành phố này. Tại vì đối với ông nói rằng những người tị nạn mà những người di dân lậu sang đây họ không có đủ tiêu chuẩn, họ không có quyền để mà hưởng những cái sự trợ giúp xã hội cho người dân Hoa Kỳ. Cái số tiền đó phải để dành cho những người nào mà là quốc tịch Hoa Kỳ thì mới được quyền để mà hưởng những cái số tiền đó, thưa quý vị. Thì về bầu cử quý vị cũng hiểu đó, bây giờ thì ông Joe là coi như là ông là người chính bên Dân Chủ rồi, cho nên ông tự gạch tên ông Sanders phải không? Cái đó cũng là kỳ đó, cho nên người ta chưa thấy ông cái vẻ yếu thì tự động đã gạch, cho nên là cái đó là trên nguyên tắc không được. Cho nên ông ta có vẻ tự tin lắm, thì đúng là được rất nhiều người endorse, kể cả bà Clinton, gia đình Obama, rồi bà Pelosi vân vân. Đó thì cho nên ông ta tự tin. Đó, nhưng mà gần đây ông ta bị một vài vụ tố cáo, nhưng mà không biết là vấn đề là cái truyền thông nó có hợp tác hay không, bởi vì truyền thông nó vẫn nghiêng về phía Dân Chủ lúc nào cũng bênh, cho nên họ sẽ bây giờ ông này đại diện cả đảng mà, cho nên tất cả sẽ phải tìm cách để che giấu cho ông ta, coi như là chữa, chứ nếu ông ta có cái gì là tất cả đều chạy chữa chung. Cái nhóm của ông ta rất nhiều và nắm được khá nhiều trong các cái truyền thông, vì thế mà chưa biết. Và cái cô Tara Reid này là nhiều, một vài vụ khác người ta cũng đang đưa ra, và cũng có nhiều người nói là có những cái hồ sơ ông này làm ăn, chẳng không phải riêng ở Ukraine và Trung Quốc mà còn một vài nước nữa, nhưng họ có hồ sơ nhưng họ chưa thuận tiện để họ đưa ra, cho nên ông này nhiều lắm. Thì ra vì ông ta ngồi khá lâu, ông ta và đưa mà người con nữa cũng có nhiều cái thành tích mà bê bối, và về mặt tài chính cũng có những cái làm những cái việc phi pháp, nhưng mà bây giờ chưa đến lúc họ đưa ra thôi, cho nên ông này không biết như thế nào. Nhưng mà bây giờ thì dĩ nhiên Đảng Dân Chủ phải ủng hộ ông tối đa, bởi vì ông chỉ là con bài chót rồi, phải cố gắng. Nhưng mà ông cũng chưa hé mở là ông ta sẽ dùng ai làm phó đây, ông ta còn đang suy tính, thưa quý vị.